Rồi hello anh em nha, bây giờ là trưa ngày thứ hai nha. Em tiếp tục lên sóng vài món nha anh em. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha, 0933 207 208 nha. Rồi đầu tiên là bộ nhông sinh dĩa nha anh em. Cái này dành cho đèn tròn 3 số 81 86 nha anh em. 10 13 40 nha anh em. Đó, có luôn cái cùi nha, bộ này em bán là 300 nha anh em. Đó. 13 40 nha anh em. Có luôn cùi nha, đầy đủ nhông sên nha, dành cho xe 81, 86, 50, 300. Rồi một cái mặt nạ sơn rin màu 116 nha anh em, có lỗi ngay đây. Nó bị trầy sơn nha anh em. Và một cái ốp đầu cũng có bị trầy sơn nha anh em. Nhưng mà không nứt bể nha, bát rồi ngon lành nha. Đủ ốc nha anh em. Cái này anh em về lấy phôi sơn là hết bài nha. Đó, mặt nạ với cái ốp đầu em bán là 1 triệu nha. Tem rin đây. Không gãy bát gì hết nha anh em. Đó, hai món này là 1 triệu nha. Bát bọng là ốc yết là đủ. Dành cho anh em về lấy phôi sơn lại nha. Rồi một cái sọ của hàng 81 86. Cái này bán là 250 nha anh em. Chuẩn nha anh em, không có bị cong quẹo gì hết nha. Rồi một cái rổ rin Honda. Rổ này đúng rổ hàng riêng đàng hoàng nha anh em, rổ này hàng mới hình như 1 triệu mấy á. Cái này em bán là 600 nha, cái này nó gắn trên xe. Tháo ra đã qua sử dụng đầy đủ bát. Anh em về là gắn vô thôi nha. Bát bọng đầy đủ. Hàng xịn đàng hoàng nha anh em chứ không phải hàng chợ nha. Đó, 600 nha. Nó giống giống như tự tự như rổ rim Thái nha này. 600 nha, đúng hàng Honda xịn đàng hoàng nha. Đó, chưa có bị nứt gãy gì hết. Rồi một bộ ốc 81 86. Bộ này bán là 1 triệu nha anh em. Bộ này là lựa mấy con xấu giục ra hết nha anh em, lấy mấy con đẹp tiễn vô không. Đó. Bốn con ốc phục nè. Tặng anh em luôn hai cái nắp giòi heo xe nè. Đồ chơi cái gì đó, dính trong xe về luôn nè, hai cái nè. Đó. Ốc này ba ga sao nha anh em. Bộ này là tương đối là rất là đẹp nha anh em, 1 triệu nha. Hai con này là bắt đèn hậu sao. À, có luôn bốn con bắt những cái xi nhan trước nha anh em. Đó, có luôn lồng đèn nè. Lồng đèn này chụp ở dưới lên bi đông nè. Nói chung là ốc của thằng đèn đèn tròn nó nhiều hơn đèn vuông nha anh em. Đó 1 triệu nha, hai cái lò xo là chảy ke luôn. Rồi một cặp cuộc. Cuộc là ống xi rin, nói chung là rin 100%. Trên đây thì có bị sét nên đã xịt bạc vô nha anh em, nhìn cho nó sạch sẽ. Đó, cặp này em bán là 800 nha. Nhúng nhảy là ok hết nha anh em, bao nhúng nhảy ngon, màu xanh Tiger. Ống xi còn khá nha anh em, cỡ này là vô xe cũng được rồi. 800 nha. Rồi một cái chụp hậu rin của hàng custom. Đúng hàng riêng theo xe nha anh em. Đó, anh em nhìn chữ H, chữ M với chữ H là sắc nét nha. Còn những cái chụp phụ tùng nhìn nó kỳ lắm. Đó, cái này có trầy trầy nhẹ nhẹ lên đây nha anh em. Đó, anh em về chùi đánh bát rồi ra, hoặc là chùi ra. Cái này bán là 400 nha. Luôn cái ron, tặng luôn cái ron. Không nứt bể gì hết nha anh em. 400. Chưa bị nứt bể gì hết. Sắc nét. Rồi, bốn củ nhan của 81 của 86 đời cao, nói chung là đèn tròn đời cao. Bốn củ này bán là 1,6 triệu. Chưa qua cà na luôn, anh em về có thể chùi cà na ra nha. Đầy đủ ốc nha. Giá quá im luôn. Sáu nha anh em, bốn củ. Hai cái trước thì lúc nào mình nhìn nó cũng ok hơn hai cái sau. Rồi một cái in custom, in là da rin, bị lỗi là rách ngay chỗ này. Đó, anh em về có thể giá lần xài nha, đem đi ép lại. Cái này bán là 800 nha anh em, đó luôn bát nè, quá im luôn. Giá bán bằng cái da in lập lại nha anh em. Đó, 800, hoặc là anh em vô xe bán, hoặc là xe trưng bày cũng được. Cái mút rin ngồi nó im lắm nha anh em, quá im luôn. Đó, anh em có nhu cầu cứ alo nha.